Xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên thì mình xin phép được xô hô là mình cho gần gũi hơn. Sau 6 buổi học thuyết trình thì mình đã học được 3 điều. Điều đầu tiên là về ánh mắt để nhìn mọi người thì sẽ là nhìn theo hướng chữ M trong một căn phòng nhỏ và chữ W trong hội trường lớn. Điều thứ hai là về nội dung. Mình học được về tư duy hệ thống để có thể truyền đạt được những nội dung tốt nhất để cho mọi người dễ hiểu nhất. Điều thứ ba sẽ là xử lý các tình huống câu hỏi. Về những thay đổi của mình, có lẽ là đầu tiên về ánh mắt thì mình sẽ nhìn tất cả mọi người thay vì nhìn một chỗ như trước đấy. Điều thứ hai là chuẩn bị nội dung có tư duy hơn, và đó cũng là điều mình đang áp dụng được trong làm slide cũng như là chuẩn bị bài thuyết trình hiệu quả trong công việc cũng như là việc học ở trên trường. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe.